Tập 19. Tôi thật không hiểu nổi. Một cô gái trẻ tuổi lại có tài hoa như cô. Tại sao phải hạ thấp bản thân mình như vậy? Vì tiền à? Tiền? Trong lòng của ông, tôi dung tục như vậy à? Vậy thì tại sao chứ? Cô mê hoặc Quảng Nghĩa, ép tỉnh qua rồi đi. Cô làm cho công ty của tôi thành một đống hổ luống. Không phải vì tiền. Vậy rốt cuộc, cô có âm mưu gì? Diệp Đại Khí, tôi phải khiến ông hối hận vì lúc đầu không chọn tôi. Mỹ Lệ, cô thấy thiết kế trang phục nữ của Paolo 2 năm nay, về tác phẩm của họ, cô cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy họ mang đến cho người ta cảm giác xa xỉ, lộng lẫy, nhưng mà rất đậm chất. Không sai. Thiết kế trang phục nữ của họ nhấn mạnh đường nét hấp dẫn của người phụ nữ trên thế giới, thể hiện được một loại cảm giác quyến rũ rực rỡ. Thế nên, lần này trang phục dự buổi tiệc của họ, của tổng giám đốc chúng ta, cũng phải theo hướng này. Cô ý kiến khác à? Tôi cảm thấy bình thường tổng giám đốc cho người ta cảm giác rất lão luyện và cũng rất xinh đẹp. Nếu như trong tình huống này vẫn muốn cô ấy toát ra vẻ lộng lẫy và xa xỉ, sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó gần. Nói như vậy cũng rất có lý. Vậy cô có kiến nghị gì? Tôi cảm thấy mẫu này rất ổn. Anh xem, quả tiết mềm mại, đẹp đẽ, cộng thêm với những đường cắt mạnh mẽ, đều sẽ khiến người ta có cảm giác rất trang nhã, hiền thục. Nếu như tổng giám đốc mặc lên, sẽ đột phá hình tượng từ trước tới bây giờ, khiến người ta có cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Muộn như vậy còn chưa tan ca à? Thảo luận sao rồi? Có tiến triển gì không? Hạng mục quan trọng như vậy, sao dễ dàng quyết định được chứ? Anh có ý tưởng gì không? Phó giám đốc không phải tới đây để thảo luận, anh ấy tới tìm cô. Phó tổng giám đốc, hai người bàn chuyện đi, tôi có chuyện ra ngoài một chút. Nhớ hẹn Dương Định giúp tôi. Tôi rất nghiêm túc. Tôi đi trước. Số 52. Ngày mai anh muốn tới Trấn Lưu Hạ dạo một chút. Em đi cùng với anh chứ. Thật sao? Bố mẹ em chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng mà em nhớ nói với bố của em, đừng có mời anh ăn phao câu dịch. Anh yên tâm đi, bố em nói rồi, phao câu dịch đã hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không xuất hiện nữa. Quyết định như vậy, ngày mai gặp. Em làm tiếp đi, anh đi về. Tạm biệt. Mắt của cậu ngày càng nặng, ngày càng nặng. Sắp ngủ rồi. Đừng có giả thần giả quỷ. Đây không phải là giả thần giả quỷ, mà là thuộc thôi miên. Ngày nào mình cũng ăn ngon ngủ kỹ. Thôi miên làm cái gì chứ? Thôi miên không phải giúp cậu ngủ ngon, mà là để giúp cậu khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức? Đúng. Nếu như khôi phục được ký ức, cậu có thể nhớ ra được năm trước sao cậu lại tới được chỗ này. Không cần thôi miên đâu, không nhớ được. Sao hả? Không tin thuộc thôi miên của mình à? Không phải mình không tin, mà là sau khi bị xe đụng, mình đã không còn ký ức. Cũng đúng. Vậy cậu có nhớ tới biển số xe của chiếc xe đó không? Đương nhiên là không. Mình cũng đâu phải máy tính. Được rồi, nhưng mà chuyện càng khó, càng có tính thử thách. Hay là cậu thử vẽ du dơ một lần coi. Mình lấy giấy bút. Chỉ cần cậu có thể vẽ ra, mình nhất định sẽ đào ba tấc đất tìm ra chiếc xe đó cho cậu. Mau lên. Được rồi. Diệp Đại Khí, tôi phải khiến ông hối hận vì lúc đầu đã không chọn tôi.
Anh nói đúng là nhẹ nhàng. Nói quên là quên. Chẳng lẽ anh đã quên mất trước đây đối xử với tôi như thế nào à? Lúc hai người đang hạnh phúc thì tôi sống như thế nào? Anh nói một câu. Quá khứ là quá khứ. Quên sạch mọi chuyện trước kia. Bây giờ tôi tặng anh hai chữ: nằm mơ. Rốt cuộc cô muốn sao đây? Tôi muốn anh đền lại cho tôi gấp đôi. Tôi phải nhìn tâm huyết một đời của anh đổ vỡ. Không, không thể nào. Tuyết Lê sao có thể liên quan tới phẩm đế được chứ? Chủ tịch, bố à, chuyện gì? Bố đang nghĩ tới chuyện của Tỉnh Hoa. Lâm Trình nói cho bố biết con đi tìm Tỉnh Hoa. Ngồi đi. Đúng, con đã tìm cô ấy. Con đã nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện. Nhưng cô ấy không định quay lại. Thậm chí có khả năng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Sao lại thành ra như vậy? Xin lỗi bố, đều do con gây ra. Bỏ đi. Đã không thể đưa Tỉnh Hoa trở lại thì hãy tôn trọng ý kiến của cô ấy. Bố không giận con à? Có tác dụng gì chứ? Bác sĩ nói bố mà tức giận nữa sẽ có thể khiến bản thân tức chết. Tỉnh Hoa đi rồi, công ty chúng ta thiếu đi một đại tướng. Tỉnh Hoa đi như vậy đối với Thiên Y quả thực là một tổn thất lớn. Nhưng Tuyết Lê cũng không phải là hạng tầm thường. Lúc đầu không phải bố rất coi trọng tài hoa của cô ấy à? Thế nên con nghĩ xem xét về phía công ty, con thấy bố vẫn nên chấp nhận Tuyết Lê đi. Giáng đã đóng thuyền, không thể nào cứu giáng. Công ty giao lại cho mấy đứa, cố gắng mà làm. Cảm ơn bố. Bố đã giao lại công ty cho con, cũng chẳng còn gì để nói. Bố hy vọng con có thể làm tốt. Đừng để công ty bị quỷ trong tay của con. Con biết rồi. Bố, bố yên tâm đi. Cô thật sự không hiểu. Chú của cháu lại bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để mua một bức tranh về. Rốt cuộc có gì đẹp chứ? Cô à, cháu cũng không hiểu. Hiểu tranh thì được cái gì? Ông ấy suốt ngày đeo túi vẽ, chẳng làm được cái gì hết. Cô à, cháu cũng rất ngưỡng mộ chú. Chú ấy có thể mặc sức tận hưởng phong cảnh. Phong cảnh, đó là nơi chôn người chết. Cháu tới tìm cô có chuyện gì? Cháu tới để nói với cô, Tạ Tỉnh Hoa rời khỏi Thiên Y rồi. Thật sao? Thế nên kéo cô ấy tới Dân Tưởng chắc hẳn là một chuyện tốt. Cô thấy chưa chắc? Tạ Tỉnh Hoa rời Thiên Y là vì giữa cô ta và Diệp Quảng Nghĩa gặp trắc trở tình cảm. Nếu như cô ta tới Dân Tưởng thì sẽ trở thành kẻ thù với Diệp Đại Khí. Hiện giờ cô ấy đang thất bại trong tình cảm. Thứ duy nhất có thể gửi gắm chính là công việc. Cháu tin cô ấy có thể phân biệt rõ tính quan trọng của Dân Tưởng. Không lạc quan như vậy đâu. Cô không cần lo lắng. Cháu sẽ đích thân tới Trấn Lưu Hạ thuyết phục cô ấy. Hơn nữa trong tay cháu vẫn còn một lá bài. Là gì? Số 52. Tỉnh Hoa, Dương Đình là cậu à? Hôm nay cậu không đi làm hả? Mình nghỉ phép.
Sao cậu không ở tiệm may? Khoảng thời gian này, ngày nào cũng bị Dương Duy với Peter quấn lấy, phiền chết được. Cũng phải tìm thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp lại một chút. Con người phong phú một chút cũng tốt. Đúng rồi, nghe nói Châu Toàn đã tới nhà của Mỹ Lệ, cậu có ấn tượng gì? Anh ấy giống bánh trôi mè đen, bề ngoài vừa trắng vừa mềm, bên trong thì có chút đen tối. Cậu không thích à? Thích chứ. Nam chính trong ngoài bất nhất, độc miệng là đẹp trai nhất. Đúng là không hiểu nổi cậu. Cậu thì sao? Bạn trai kia của cậu nghe nói rất đẹp trai, bây giờ có thể dẫn mình đi xem chưa? Được rồi, thật ra hôm nay mình tới là có chuyện, muốn nhờ đại trinh thám là cậu. Mình không phải là đại trinh thám, có chuyện gì nói đi. Đúng mà, lần trước lúc cậu dẫn cảnh sát bắt tên lừa bịp kia, siêu ngầu luôn. Đúng rồi, thật ra thì mình muốn hỏi, nếu như cậu bị người ta đụng xe, phải làm thế nào để tìm được người gây án? Ai bị xe đụng? Mỹ Lệ. 20 năm trước cậu ấy bị xe đụng, thế nên mới được dì Hồng nhận nuôi. Đã 20 năm rồi, làm sao mà tìm được? Đừng lo, mình có chứng cứ. Đây chính là chiếc xe đã tông vào Mỹ Lệ. Cậu ấy nhớ lại rồi vẽ ra. Cậu ấy hồi phục trí nhớ rồi à? Không phải, chỉ là khôi phục một chút xíu thôi, thế nên phải tìm cậu giúp đỡ. Mình có thể làm được gì? Phân tích giúp mình. Mình nghĩ Trấn Hạ Lưu của chúng ta 20 năm trước vẫn là chưa phải điểm du lịch, chỉ là một vùng đất hoang du, người có xe chắc chắn không nhiều. Thế nên chỉ cần đi hỏi từng nhà, chắc chắn có thể tra ra được chủ chiếc xe. Có đúng không? Cách này của cậu căn bản là không được. Tại sao chứ? Cậu nghĩ đi, nếu như bố mẹ ruột của cậu ấy ở Trấn Lưu Hạ thì đã đi từng nhà tìm cậu ấy rồi. Điều này chứng minh bố mẹ cậu ấy là người vùng khác. Vậy thì việc này cũng là xảy ra ở vùng khác. Người gây án cũng chỉ là đi ngang qua Trấn Lưu Hạ. Nói cũng rất có lý. Vậy bây giờ phải làm sao? Bước vẽ này cứ việc giao cho mình. Mình tìm các bạn ở cục cảnh sát nhờ tìm giúp cho. Thật sao? Tốt quá rồi. Vậy mình có thể giúp gì không? Không cần đâu, tiệm may bận như vậy, cậu về giúp họ đi. Chuyện này cứ giao cho mình, yên tâm đi ha. Được rồi, biết ngay cậu là tốt nhất mà. Vậy mình đi nha. Được. Mỹ Lệ, xin lỗi. Mình bắt buộc phải bảo vệ người nhà của mình. Ngồi đi. Chú Tư Quý, cho hỏi Mỹ Lệ có ở đây không? Đi chợ mua rau với mẹ nó rồi. Mỹ Lệ nói với tôi rồi, cô của cậu đã nói chuyện với con bé. Vâng, cô cháu đã nói chuyện với Mỹ Lệ. Tuy rằng ngữ khí của cô ấy có hơi không tốt, nhưng mà cô ấy là người tốt, không sao, bình thường mà. Người lớn mà, đúng không? Thực ra tôi cũng muốn nói chuyện với cậu, nhưng mà cô nhà cứ ngăn cản, làm như tôi ăn thịt cậu không bằng. Hôm nay không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta. Vậy thì dùng cách của chúng ta nói chuyện cùng nhau. Cậu thấy sao? Dạ được. Vậy chú Tư Quý à, chú muốn nói chuyện gì? Nói một câu thật lòng thì, tướng mạo cậu rất đẹp trai, có chút giống với tôi hồi còn trẻ. Trong nhà có tiền, lại còn là giám đốc của Dân Tưởng. Tuổi còn trẻ, nhưng mà thân phận địa vị đều có. Đàn ông ưu tú như cậu, chắc có không ít phụ nữ bên ngoài nhỉ? Chú Tư Quý, nếu như chú muốn hỏi cháu hiện tại có bạn gái hay không, thì cháu có thể khẳng định là không có. Vậy còn trước đây,
Trước đây đã từng có bao nhiêu cô gái yêu đương trong bao lâu? Rồi sau bao lâu thì cậu đá người ta? Chuyện trước đây chắc là không cần nhắc lại đâu nhỉ? Cũng đúng. Nhưng mà chắc rất khó quên. Chú Tư Quý à, nếu như chú thật sự muốn biết thì cháu thừa nhận hồi còn đi học quả thực từng có bạn gái, nhưng sau đó vì tính cách không hợp nên đã chia tay. Sau này bạn bè có giới thiệu với cháu một vài cô gái, nhưng mà cháu không thích những cô tiểu thư nhà giàu. Còn về việc đá hay bị đá thì đều có. Nghe ý tứ câu này của cậu thì đời sống tình cảm của cậu đều không duy trì được lâu. Vậy có phải cậu dự định chơi đùa với Mỹ Lệ không? Chú Tứ Quý à, chú yên tâm đi. Cháu trước giờ qua lại với ai cũng đều rất thật lòng, chưa từng lừa gạt ai. Nhưng còn về tương lai như thế nào thì cháu rất khó đảm bảo. Nhưng cháu với Mỹ Lệ là thật lòng thật dạ, không dám đảm bảo. Vậy thì có một số chuyện tôi cần phải làm rõ. Biết đánh bóng chày không? Không biết. Vậy quy tắc cậu biết chứ? Biết một chút. Vậy cậu nói thật cho tôi biết, cậu với Mỹ Lệ đã phát triển tới tầng mấy rồi? Tầng mấy là sao? Tầng 1 là nắm tay, tầng 2 là hôn môi, tầng 3 là... Chú Tứ Quý à, cháu hiểu ý của chú rồi. Chú yên tâm, cháu không có làm những hành vi vượt giới hạn với cô ấy. Cậu cho là cậu nói như vậy thì tôi sẽ tin à? Nếu như chú không tin, cháu có thể thề. Được rồi, đừng có qua loa. Mấy người trẻ tuổi các cậu, lời nói đều không đáng tin. Vậy chú Tứ Quý à, rốt cuộc cháu phải làm sao chú mới tin? Châu Toàn à, nói thật với tôi, cậu với Mỹ Lệ nhà tôi tới mức nào rồi? Chú Tứ Quý à, chú yên tâm đi, những gì cháu nói với chú đều là sự thật. Cháu với Mỹ Lệ chỉ là yêu đương thuần khiết. Chú cứ muốn cháu nói tới tầng mấy thì cùng lắm là tầng 1 thôi, không vượt biên chứ. Vượt biên cái gì? Cứ phải nói trắng ra sao? Chuyện gặp dịp thì chơi giữa nam nữ? Không có. Tạm thời coi như tin cậu. Chỉ là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông chúng ta hôm nay không cần nói lại cho phụ nữ biết, nhất định phải giữ bí mật. Dạ, cháu sẽ giữ bí mật. Giữ bí mật cái gì chứ? Cháu Toàn, cháu tới rồi à? Cô Hồng, ông lấy gậy làm gì chứ? Vừa rồi hai chúng tôi đang bàn về bóng chày, cậu ấy nói là cũng thích chơi, nên tôi lấy ra giao lưu một chút. Châu Toàn à, anh thích bóng chày hồi lúc nào? Sao em không biết? Anh thích bóng chày mà. Vừa rồi lúc chúng tôi vào, nghe hai người nói giữ bí mật là chuyện gì? Bí mật, bí mật, bạn nghe nhầm rồi. Bí mật bắp rang. Tôi hỏi cậu ấy có ăn bắp rang không? Bố à, không phải bố ghét nhất là bắp rang sao? Cậu ấy thích ăn. Đúng, anh thích ăn. Rốt cuộc là nói cái gì? Không nói gì cả, chỉ nói chuyện phím thôi. Không có gì. Không nói đúng không? Được rồi, cháu Toàn, cháu nói đi. Cháu nói. Cháu nói vừa rồi chú Tứ Quý đang nói với cháu chuyện ngày xưa của chú ấy. Đúng, chuyện xưa. Không ngờ bố mẹ của em lại thú vị như vậy. Họ bình thường rất thích đấu võ miệng, đây là thú vui cuộc sống. Không giống nhà của anh, lạnh lẽo. Mỗi nhà một khác. Nhà Tĩnh Hoa còn thích cãi nhau kìa. Đúng rồi, Tĩnh Hoa có nói với em cô ấy rời khỏi Thiên Y rồi không? Anh vẫn luôn rất tán thưởng tài hoa của cô ấy, vẫn luôn muốn mời cô ấy về dân tưởng.
Nhưng mà cô ấy kiên trì muốn ở lại Thiên Y. Đưa ra mức lương cao cũng không mời được. Còn không phải vì Quảng Nghĩa à? Nhưng bây giờ chắc cô ấy cũng nguội lòng rồi. Em là bạn thân của cô ấy, em giúp anh khuyên cô ấy đi. Tốt quá rồi, em cũng đang muốn làm việc chung với cậu ấy. Vậy em dẫn anh đi gặp cô ấy. Được. Nhưng mà mẹ cô ấy mà ở nhà thì sẽ rất phiền. Hay là em hẹn ra ngoài. Phó tổng, trưởng phòng, chào cô. Không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt ở đây. Phó tổng giám đốc Châu có chuyện gì cứ nói thẳng. Trưởng phòng Tạ chắc cũng biết rõ. Tôi tới để đào gốc tường. Không hẳn nói là đào gốc tường, vì cô giờ đã rời khỏi Thiên Y, nên nói là mời nhân tài. Dương Tưởng trước giờ vẫn giữ lại một vị trí chờ trưởng phòng Tạ. Chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể dốc sức ủng hộ cô, để cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế. Tỉnh Hoa à, nếu như cậu gia nhập, vậy thì chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp, có thể cùng nhau đi làm. Tốt biết bao. Tỉnh Hoa à, đừng nói cậu vẫn nhớ tới Diệp Quảng Nghĩa nha. Anh ta đã bị người ta cướp đi rồi, không quay về nữa đâu. Nhưng mà cậu cũng đâu có thua, cậu vẫn có thể đánh bại Tuyết Lê. Cậu có biết dự án Paulo không? Bên phía Thiên Y do Tuyết Lê phụ trách. Nếu như cậu gia nhập Dân Tưởng, cậu có thể đánh bại cô ấy trên phương diện thiết kế. Mỹ Lệ nói không sai. Chỉ cần cô có thể gia nhập Dân Tưởng, chúng tôi có thể giao hạng mục Paulo cho cô. Phó tổng Châu, trước đây anh từng đưa cho tôi một bản hợp đồng, vẫn còn hiệu lực chứ? Đương nhiên còn. Tôi không muốn nghỉ phép nữa. Ngày mai bắt đầu đi làm. Chào mừng cô gia nhập Dân Tưởng. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi Tỉnh Hoa. Như vậy là chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp, đi làm cùng nhau được rồi. Quảng Nghĩa, tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Anh vẫn ổn chứ? Không sao. Lần sau tới nhà của em, anh nhất định sẽ mang theo nút tai nghe. Ông Ngô. Ông Ngô à, sao ông lại ở đây? Chú. Chú quả sĩ. Mỹ Lệ, cháu giới thiệu với chú một chút. Đây là bạn trai của cháu, Châu Toàn. Chào cậu. Xin chào. Cái người mà chú từng thấy trên báo, chú còn nhớ không? Cậu thanh niên đẹp trai thế này đương nhiên phải nhớ chứ. Đây là chú họa sĩ, chú ấy vẽ rất đẹp. Mỹ Lệ à, sao em quen được chú họa sĩ này vậy? Bởi vì chú họa sĩ hay lên tầng thượng công ty mình vẽ phát họa. Em thường hay gặp chú, bọn em nói chuyện rất hợp. Chú và Mỹ Lệ là kiểu bạn trung niên. Mỹ Lệ à, vậy mọi người nói chuyện đi, anh đi trước. Cậu Châu à, cậu trở lại trong thành phố có phải không? Nếu không ngại thì cho tôi đi nhờ xe được không? Không thành vấn đề. Vậy chờ tôi một chút. Chú biết gần đây hai đứa hay qua lại. Chú có thể nhìn ra được, cháu rất thích cô ấy. Chú à, thực ra thì không sao đâu. Cháu có thể giấu cô của cháu, cũng có thể giấu Bội Bội. Nhưng mà chú hy vọng cháu có thể nói thật với chú. Số 52, Mỹ Lệ. Cô ấy là một cô gái rất đặc biệt. Cô ấy rất ngây thơ, rất lương thiện, hoàn toàn khác với Bội Bội. Mỗi khi cháu ở bên cạnh cô ấy, cháu đều cảm thấy vô cùng dễ chịu, rất thoải mái. Có thể nhìn ra được,
Từ trong miệng cô ấy, chú có thể cảm nhận được cô ấy đối với cháu rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Cháu thì sao? Nếu như cháu cũng nghiêm túc thì đối xử với người ta tốt một chút đi. Nhưng mà Châu Toàn à, có một chuyện cháu bắt buộc phải nghiêm túc đối mặt. Cháu cũng biết Bội Bội từ nhỏ đã thích cháu. Nó đã xác định từ lâu rằng cháu chính là người mà đời này nó sẽ giao phó. Nếu như cháu muốn ở bên cạnh Mỹ Lệ thì cháu bắt buộc phải giải quyết với Bội Bội. Cháu biết, mỗi khi ở bên cạnh Mỹ Lệ, cháu đều không ngừng nhắc nhở bản thân, hai chúng cháu sẽ không có tương lai. Chú à, cháu sẽ biết chừng mực. Cháu đừng nói những câu vô dụng như vậy. Đây không phải là câu trả lời mà chú muốn. Chú muốn cháu có thể nghiêm túc đối mặt với nội tâm của mình, rồi hỏi bản thân, tình cảm giữa cháu và Bội Bội, cháu có cảm thấy có chút gượng ép nào không? Nếu có, vậy thì tốt. Chú cũng không hy vọng hai đứa miễn cưỡng ở bên nhau. Dù gì trên con đường tình cảm, những tình cảm xuất phát từ một phía không thể hạnh phúc hơn so với hai bên cùng yêu nhau. Nếu như miễn cưỡng, vậy thì hai người, hai gia tộc, thậm chí những người xung quanh đều sẽ phải chịu tổn thương. Chú và cô cháu là ví dụ tốt nhất. Mỹ Lệ là cô gái tốt, Bội Bội là con gái chú. Chú không hy vọng bất kỳ ai trong hai đứa bị tổn thương. Thế nên Châu Toàn à, bất luận thế nào cháu cũng phải nghĩ cách. Nếu như lựa chọn của cháu là Mỹ Lệ thì cháu hãy nói chuyện này cho Bội Bội biết sớm. Đừng để nó ở bên kia ngu ngốc chờ đợi, kéo dài quá lâu. Nếu như kéo dài quá lâu, ngược lại sẽ làm tổn thương càng sâu hơn. Hiểu không? Dạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú. Tại đây tôi muốn nói, Dân Tưởng chúng tôi vô cùng chào đón sự gia nhập của cô Tạ. Dân Tưởng chào mừng cô. Tôi cũng xin được cảm ơn Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc đã sắp xếp buổi chào mừng này. Từ hôm nay, tôi coi như là một phần của Dân Tưởng. Thế nên, tôi sẽ đem hết tài năng của mình cống hiến cho Dân Tưởng. Mong mọi người chỉ bảo thêm. Mời mọi người ngồi. Tỉnh Hoa, Tổng Giám Đốc vẫn luôn tán thưởng tài năng của cô. Dân Tưởng cũng luôn mở rộng cánh cửa chào đón cô. Hy vọng sự sắp xếp ngày hôm nay có thể thật sự khiến cô hài lòng. Thành ý của Dân Tưởng đối với cô không chỉ có bao nhiêu. Bây giờ tôi cũng tuyên bố với mọi người, bắt đầu từ hôm nay, cô Tạ Tỉnh Hoa sẽ là Giám Đốc bộ phận thiết kế của Dân Tưởng. Tôi hy vọng cô có thể mang theo nhiệt tình của cô với Thiên Y đến Dân Tưởng này của chúng tôi. Cảm ơn mọi người. Tỉnh Hoa à, chúng ta cuối cùng cũng có thể làm việc cùng nhau rồi. Vui quá đi. Thầy Peter, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trước đây chúng ta là đối thủ cạnh tranh, bây giờ là người hợp tác. Hy vọng chúng ta có thể bỏ qua hiềm khích, chân thành hợp tác, cùng nhau cố gắng vì Dân Tưởng. Cái gì? Tôi nỗ lực vì Dân Tưởng bao lâu nay, bán mạng bao nhiêu năm, cũng không lên nổi chức giám đốc bộ phận thiết kế. Dựa vào đâu Tạ Tỉnh Hoa vừa mới tới có thể làm chứ? Như vậy thật sự quá không công bằng. Thầy Peter à, anh đừng nghĩ quá nhiều. Tỉnh Hoa là con gái, anh nhường người ta một chút đi. Đàn ông không đấu với phụ nữ. Cô căn bản không hiểu, chuyện này liên quan tới mặt mũi đàn ông. Tôi ở Dân Tưởng làm nhà thiết kế đứng đầu bao lâu, bây giờ lại kêu một người phụ nữ tới sai khiến tôi. Cô bảo mặt mũi tôi để ở đâu chứ? Tỉnh Hoa, Phó Tổng Peter. Tạ Tỉnh Hoa là Giám Đốc bộ phận Tạ. Lát nữa anh sắp xếp lại văn phòng một chút. Sau này văn phòng này sẽ để cho cô Tạ dùng. Cái gì? Muốn tôi nhường cho Tạ Tỉnh Hoa?
Trước đây anh sử dụng văn phòng này cũng chưa được sự đồng ý của tôi. Bây giờ sao có thể gọi là nhường? Nhưng mà sau này tôi phải chuyển đi đâu? Phòng thiết kế. Anh là nhà thiết kế của Dân Tưởng, dẫn dắt phòng thiết kế cùng nhau làm việc là điều nên làm. Tỉnh qua, chờ một lát nữa, cùng tôi tới phòng thiết kế. Tôi giới thiệu các đồng nghiệp cho cô làm quen. Được. Số 52, Peter, cùng đi đi. Tỉnh qua, tốt quá rồi. Được rồi, đi thôi. Tôi giới thiệu với mọi người giám đốc bộ phận thiết kế mới của Dân Tưởng, Tạ Tỉnh Qua. Tôi xin tuyên bố một chuyện. Tôi quyết định giao hạng mục Paulo cho Tỉnh Qua và Peter. Với năng lực của hai người, bất kỳ hạng mục nào cũng không thể làm khó. Phó Tổng Giám Đốc, cá nhân tôi không có nghi ngờ gì với năng lực của thầy Peter. Chỉ là tôi không thể không nói thẳng, trong giới thiết kế, tôi không có thói quen hợp tác. Thế nên mọi hạng mục đều do tôi hoàn thành. Người khác chỉ có thể làm trợ lý. Nhưng mà tôi nghĩ thầy Peter chắc cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, phong cách thiết kế của tôi và Peter cũng hoàn toàn khác nhau. Để xảy ra bất đồng cũng không tốt. Đối với hạng mục này, tôi có tự tin sẽ có thể tự mình hoàn thành. Cứ coi như là một bài kiểm tra mà công ty dành cho tôi. Thật ngại quá, Tạ Tỉnh Qua. Hạng mục này trước khi cô vào Dân Tưởng thì tôi và Mỹ Lệ đã vẽ rồi, tiêu tốn biết bao nhiêu tâm tư. Duy nhất hạng mục này, tôi tuyệt đối sẽ không chấp tay dâng cho người khác. Nếu đã như vậy thì chúng ta chia thành hai nhóm, để tổng giám đốc quyết định sẽ mặc tác phẩm của ai. Peter, lát nữa tìm người tới giúp đỡ Tỉnh Qua. Đã như vậy thì phó tổng giám đốc, Mỹ Lệ là bạn thân từ nhỏ của tôi, cùng nhau lớn lên. Tôi hiểu khá rõ về cô ấy, cũng rất rõ về tài năng thiết kế của cô ấy. Thế nên tôi hy vọng Mỹ Lệ có thể làm trợ lý cho tôi. Tốt quá rồi, Tỉnh Qua. Mỹ Lệ là đồ đệ một tay tôi bồi dưỡng. Thế nào đi nữa, cô ấy cũng nên giúp người thầy này chứ. Có đúng không Mỹ Lệ? Tỉnh Qua, trước khi cô vào Dân Tưởng thì Mỹ Lệ đã là trợ lý của cậu ấy. Nếu như cô muốn Mỹ Lệ giúp cô, tôi sợ cô ấy phải phân thân ra. Hay là như vậy, Đường Đường, Tử Yên, hai người tới giúp Tỉnh Qua đi. Tỉnh Qua, Tử Yên là em họ của Dương Duy. Vậy sao? Dương Duy là bạn thân của tôi, đã giúp đỡ tôi không ít. Được rồi, phó tổng giám đốc Châu, tôi đồng ý mời Tử Yên làm trợ lý. Trưởng phòng Tạ, cô vẫn luôn là thần tượng của tôi, cũng là mục tiêu tôi học tập. Có thể làm gì cùng cô, quả thực rất quý, tôi rất vui. Mọi người sau này cùng nhau trưởng thành. Không nghĩ tới Tỉnh Qua lại làm như vậy. Cứ như vậy sau này cô ấy sẽ là đối thủ của chúng ta. Cái này cũng không thể trách cô ấy. Giám đốc Diệp đối xử với cô ấy như vậy, đổi lại là tôi cũng đi. Đám phụ nữ các cô đúng là chẳng có gì khác nhau. Đừng nói nữa, giám đốc Diệp tới rồi. Chào buổi sáng, giám đốc Diệp. Nói gì vậy? Sao tôi vừa tới, mọi người không nói nữa? Chúng tôi đang thảo luận hạng mục Paulo. Hạng mục này đối với Thiên Nhi mà nói, quả thực rất quan trọng. Mọi người thảo luận được kết quả gì chưa? Vẫn chưa, bây giờ ý kiến có chút phân tán. Có người cảm thấy nên đi theo số đông, có người cảm thấy nên đánh thắng bất ngờ. Rất có lý. Vậy được, mọi người làm tiếp đi. Giám đốc Diệp, anh về rồi. Sao vậy? Làm phiền anh coi một chút. Chuyện gì? Tài liệu của phòng thiết kế hình như đã bị người ta đụng tới. Xóa đi một hạng mục. Là hạng mục gì? Trang phục lễ hội nữ JH318. Ai có quyền xóa chứ? Chúng tôi đều không có quyền. Chỉ có trưởng phòng Tạ. Chắc chắn cô ấy biết rõ sẽ tới Dân Tưởng, thế nên mới cố ý phá hoại kho tài liệu.
Tỉnh Qua sẽ không làm vậy. Nếu như là do cô ấy làm thật, thì cô ấy sẽ xóa toàn bộ tài liệu. Anh vẫn còn bảo vệ cô ấy à? Chuyện này trước khi điều tra rõ, tuyệt đối đừng làm lớn lên. Tôi sẽ xử lý. Tỉnh Qua à, bắt đầu từ hôm nay chúng ta là đồng nghiệp. Mình vui quá đi. Nào nào nào, cạn ly. Đừng làm quá như vậy chứ. Đương nhiên rồi, từ nhỏ tới lớn, cậu chính là thần tượng mà mình ngưỡng mộ. Anh giúp em rót thêm. Sao hôm nay anh tốt với em vậy? Bình thường anh toàn lạnh lùng, hôm nay sao tự nhiên lại như vậy? Em biết rồi, anh muốn thể hiện cho cậu ấy thấy, có đúng không? Anh sợ Tỉnh Qua báo lại cho bố của em. Tỉnh Qua, cô biết không, lần trước chú Tứ Quý dẫn một đoàn nhạc ở Trấn Lưu Hạ tới công ty tìm tôi hỏi tội. Anh đừng có nói, nhắc tới em ngại chết đi được. Tỉnh Qua, cậu không biết đâu, lần trước vì chuyện này, mẹ mình dẫn theo tất cả người trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Trấn Lưu Hạ tới để giáo huấn bố mình. Chuyện này mình cũng biết, mẹ mình cũng dạy dỗ bố mình một trận nữa kìa. Anh chỉ có thể nói phụ nữ Trấn Lưu Hạ các em đúng là rất hung dữ. Đâu có hung dữ chứ, đây gọi là đánh là yêu, mắng là thương. Đây là một kiểu yêu à? Vậy thì anh sẽ đối xử với em tốt hơn nữa, tránh tới lúc đó bố của em lại tới tìm anh hỏi tội. Tỉnh Qua à, cậu có biết không, người ta đều nói mình ngốc, chỉ có anh ấy là vô cùng kỳ lạ. Mỗi lần nhìn thấy mình làm sai đều vô cùng vui mừng. Góc độ nhìn nhận của mỗi người căn bản không giống nhau. Một hiệu ứng giải trí giống như em đương nhiên là quý rồi. Anh đang mắng hay là khen em vậy? Vừa rồi không phải em nói đánh là yêu, mắng là thương à? Đây là một biểu hiện của tình yêu. Vậy sao? Đúng. Vậy để em yêu thương anh nhiều hơn một chút nha. Tỉnh Qua à, sao cậu có vẻ không vui? Không có, mình thấy cậu hạnh phúc như vậy, mình cảm thấy rất vui. Mỹ Lệ à, cậu có biết không, từ nhỏ tới lớn mình đều rất ngưỡng mộ cậu. Ngưỡng mộ mình, thật không vậy? Thực ra cậu chắc chắn không biết, cả việc mình bước vào hàng ngũ nhà thiết kế cũng là chịu ảnh hưởng từ cậu. Thật sao? Nói ra nghe thử đi. Tỉnh Qua, cậu xem này, có đáng yêu không? Mặt đỏ lên rồi này, cậu xem. Mỹ Lệ, con búp bê này đẹp quá đi. Cậu làm ra sao vậy? Cậu giỏi quá. Mình còn làm cho nó rất nhiều quần áo. Cậu nhìn này, bộ này, còn có bộ này nữa. Cậu thích bộ nào? Bộ này phải mặc cho nó. Bộ nào đây? Bộ này rất đẹp, màu đen. Còn cả cái này nữa, màu đỏ. Mình thích cái này. Nhưng mà màu của mấy cái quần trong này không có cái nào mình thích cả. Không sao, trong này còn có rất nhiều giải. Sau khi mẹ mình làm xong chỗ giải đó sẽ là của mình. Sau này khi chúng ta lớn lên, thường bắt chước theo các mẫu trên tạp chí, tự làm đồ cho mình mặc. Lúc đó tôi rất cực khổ. Tôi rất cố gắng hơn người bình thường, thậm chí là mấy chục lần. Thế nên so với Mỹ Lệ, tôi mới bước vào hàng ngũ nhà thiết kế sớm hơn. Mỹ Lệ là giáo viên đầu tiên của tôi, điểm này không thể nghi ngờ. Sao mình lại không biết? Bây giờ cậu biết rồi. Mình là giáo viên của cậu. Mình giỏi như vậy à? Em bớt tự khen đi. Vừa rồi cô ấy cũng nói là bởi vì cô ấy cố gắng hơn người thường gấp mấy lần, thế nên mới có cơ hội nhận được chức giám đốc bộ phận. Em cũng rất cố gắng mà. Khi nào thì anh dẫn em đi huấn luyện đặc biệt đây? Em chỉ biết chơi thôi. Sao không được à? Được. Hôm nay được hưởng kém Mỹ Lệ, có trai đẹp đưa tôi về nhà. Gì vậy? Hôm nay cậu là nhân vật chính, mình mới ăn ké nè. Được rồi, bây giờ đổi lại, cậu làm nhân vật chính đi, mình về trước. Tỉnh Qua.
Diệp Quảng Nghĩa. Tỉnh Hòa, anh có chuyện muốn nói với em. Đi. Có chuyện gì thì nói ở đây đi. Diệp Quảng Nghĩa, anh đối xử với phụ nữ như vậy có phải là thô lỗ quá không? Giám đốc Châu, đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan gì tới anh. Sao lại không liên quan chứ? Tỉnh Hòa bây giờ là giám đốc bộ phận của chúng tôi. Tôi là phó giám đốc, tôi có quyền quan tâm tới nhân viên của mình. Em làm giám đốc bộ phận thiết kế của Dân Tưởng rồi à? Sao đây? Cảm thấy tôi không đủ năng lực à? Không, anh trước giờ chưa từng hoài nghi năng lực của em. Chúc mừng em. Giám đốc Diệp, tôi nói với anh rồi, hiện giờ chúng ta là đối thủ. Anh tới tìm tôi thật sự không nên, sẽ dẫn tới hiểu lầm. Mong anh sau này đừng tới làm phiền tôi nữa, có được không?